Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì có những anh em comment, bình luận trong cái kênh YouTube của mình thì nói là cái xe mua ở Sài Gòn về tỉnh có được không? Sang tên rồi mua xe cũ mình có sang tên được không? Thì câu trả lời của anh em là Minh bán xe hải quan chính ngạch là dĩ nhiên sẽ được và rất dễ. Rồi, thì bây giờ mình sẽ trả lời comment của bạn là mua xe ở thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh thì sẽ như thế nào. Thì bạn chỉ cần qua mình ký giấy mua bán, ký giấy mua bán xong là ở sẽ rút gốc từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh thì xe sẽ thành biển tỉnh, xe sẽ thành biển tỉnh, anh em nên nhớ nha. Và khi xe mà biển số thành phố Hồ Chí Minh á anh em thì xe nó sẽ có giá trị hơn đối với những xe ở biển tỉnh, tại vì ở tỉnh anh em rút hồ sơ sẽ rất là cực. Ví dụ bạn A ở Nha Trang mua xe của bạn B ở Cà Mau đi chẳng hạn, thì bạn A phải đi về B rút hồ sơ rồi rút hồ sơ xong lên lại, nó cực cái rút hồ sơ, với lại là nó cực là cái thuế. Nếu như là xe huyện mà thành phố thì sẽ 5%, còn xe huyện với huyện thì 1%. Thì tại sao người ta lại lựa xe thành phố Hồ Chí Minh mua rất là nhiều? Đối với những người mà ta mua xe lướt, ví dụ xe mua xe dưới 10 năm, tại vì ủy quyền á, ủy quyền là có nghĩa là anh em sẽ giữ cái biển số của mình lại và anh em đi ủy quyền 10 năm và anh em cầm cái tờ giấy ủy quyền đó, anh em có thể bán cho người khác. Là khi ủy quyền thì anh em sẽ giữ cái biển số, giữ biển số và cà vạt cũ của chủ cũ được. Còn anh em ký mua bán bắt buộc anh em phải sang tên nha anh em. Đó, có những trường hợp như thế này nè anh em, để mình nói tới đâu thì mình nói tới đó cho anh hiểu. Là anh em mua xe ở đâu á, anh em ký giấy mua bán mà anh em quyết định, khi mà quyết định mình đi luôn, bắt buộc mình đi luôn và mình sang tên, thì anh em nên ký giấy mua bán nha anh em. Tại vì khi ký giấy mua bán là bắt buộc phải sang tên. Anh em mà không sang tên là sẽ không bán được cho ai hết. Mình bị rất là nhiều trường hợp là có nghĩa là anh em nghỉ chiếc xe đó, anh em chỉ đi một thời gian thôi rồi anh em bán, nhưng mà anh em lại ký hợp đồng mua bán. Thì khi ký hợp đồng mua bán là anh em đâu có giao dịch được với người khác. Ví dụ anh em đã ký hợp đồng mua bán rồi là anh em không có bán được cho người khác. Anh em phải về sang tên xong mới bán được. Mình bị trường hợp này rất là nhiều, cho nên mình cân nhắc anh em, khi anh em nghỉ chiếc xe đó mình đi dưới 10 năm, mình đi dài năm hoặc đi dài tháng, thì anh em nên ký ủy quyền anh em đi. Lỡ có bán cho người khác anh em dễ, anh em đem ra văn phòng công chứng, anh em ký mua bán cho người khác là xong, là xong, giải quyết xong chiếc xe. Còn khi anh em đã ký hợp đồng mua bán thì anh em lưu ý, ký hợp đồng mua bán thì bắt buộc phải sang tên nha. Còn anh em cầm cái hợp đồng mua bán đó là anh em đi bán cho người ta là bán không được nha anh em nha, không có ai chứng cho anh em hết. Đó, rồi. Ok, giờ nói về cái vấn đề xe, tại sao người ta lại mua xe ở Sài Gòn nhiều. Tại vì sao anh em? Tại vì xe Sài Gòn á, khi anh em mua một chiếc xe mới ở Sài Gòn, anh em đóng thuế rất là cao. Thuế của nó là thuế 5-7% anh em, tùy nha, 5-7% theo mình nhớ là vậy. Và khi mà mình mua về tỉnh á, nếu như mình mua chiếc xe đó đi luôn á, ví dụ xe này Sài Gòn đi, anh em mua chiếc xe này đi luôn, thì khi anh em về tỉnh á, đóng thuế rất là rẻ, chỉ có 1% thôi. Rẻ lắm, từ mấy trăm ngàn đến 1 triệu thôi. Nói chung rất là rẻ, nói chung là từ xe thành phố về tỉnh huyện là rất rẻ, rất rẻ. Đó, anh em nên nhớ điều một câu trong đó điều. Mà khi anh em xe ở huyện, ngược lại, xe ở huyện mà anh em mua xe cũ mà anh em nhập lên Sài Gòn là sẽ rất mắc, rất mắc. Thuế tới 5% rồi, tiền biển số Sài Gòn mấy triệu nữa anh em, là rất rất mắc. Đó, nó cho nên nhiều người người ta sẽ chọn mua xe Sài Gòn về tỉnh. Rồi một cái thứ hai nữa là anh em, tại sao anh em chọn mua xe biển Sài Gòn? Tại vì khi anh em mua xe biển Sài Gòn, sau này anh em có bán thì nó dễ bán. Tại vì người ta lựa xe biển Sài Gòn ta mua, ví dụ người ta có sang tên thì cũng rất là rẻ, mà sau khi người ta bán lại thì rất là dễ bán. Đó, đó là hai cái mà anh em chọn lựa mua cái xe biển Sài Gòn. Rồi đối với xe tỉnh thì sao? Xe tỉnh này với tỉnh kia thì mình vẫn sang tên bình thường anh em. Nó sẽ tốn công là rút hồ sơ. Đó, ví dụ anh em ở Nha Trang mua xe ở Cà Mau, rồi nếu như anh em từ Nha Trang anh em về Cà Mau anh em rút hồ sơ thì sẽ rất là nhanh, tại vì anh em rút là chính chủ, tại vì trên hợp đồng mua bán nó có ghi tên của anh em rút rất là nhanh. Và bên Minh mua bán xe cũ, xe tỉnh về tỉnh thì bên Minh vẫn có hỗ trợ rút hồ sơ cho anh em, nhưng mà khi bên Minh rút sẽ là nhờ dịch vụ sẽ đi lại để rút hồ sơ, và người ta sẽ nói chung là chỉ chung chi tiền, thì nhưng mà không chính chủ thì nó sẽ rút rất là lâu, nó sẽ từ
20 đến 1 tháng, thậm chí ở những tỉnh á có thể rút hơn 1 tháng hoặc là 2 tháng anh em. Nó rất là lâu nha anh em. Có những tỉnh rất là dễ, những tỉnh rất là lâu, ví dụ như là mình gặp là An Giang nè, những tỉnh ở miền núi nè. Đó, miền núi An Giang rồi 77 Bình Định đó, là cái những tỉnh mình đã gặp rồi rất là lâu, có 1 tháng có, 2 tháng có luôn, tại ở đó người ta làm rất là chậm anh em. Đó, cho nên anh em lưu ý. Và đương nhiên là rút thì phải rút được rồi, nhưng mà hơi lâu thôi, thì bên mình á có hỗ trợ rút hồ sơ cho anh em, nên anh em cứ yên tâm mà về cái vấn đề mà mua bán hay là gì hết. Và anh em khi mà inbox cho mình á, đừng bao giờ hỏi một câu, đừng bao giờ hỏi một câu là như thế này: xe có sang tên được không anh? Thì dĩ nhiên tất cả xe mình bán đều sang tên được và đều ký ủy quyền được. Nếu như anh em muốn ký cái gì thì mình vẫn hỗ trợ anh em ký cái đó. Mọi thứ hoàn toàn không tốn một phí nào hết nha anh em. Đó, đó là một cái điều mình làm clip cho anh em. Rồi, nếu như anh em còn thắc mắc gì thì cứ hỏi mình. Và cái giữa cái việc á, ủy quyền mà mua bán thì clip trước mình có nói rồi. Thì ủy quyền đó là anh em sẽ toàn quyền sử dụng. Là anh em cái cầm cái tờ giấy ủy quyền đó, anh em có thể ra ký mua bán với người khác, đó là trung gian. Và cái tờ giấy ủy quyền nó có hiệu lực trong vòng 10 năm. Sau 10 năm á, thì nếu như sau 10 năm mà anh em không ký mua bán cho người khác thì cái chiếc xe nó sẽ quay trở lại chủ cũ, là nó sẽ quyền sở hữu là người cũ. Tại vì trong những cái hợp đồng là nó có ghi rất rõ ràng. Ở đây để mình coi có hợp đồng nào nó ghi không, để mình đọc cho anh em xem. Ví dụ chiếc xe này là ủy quyền ha anh em ha. Đây, anh Võ Huy Hoàng ủy quyền cho anh Lê Dê Hoàng Minh. Đó là Hoàng Minh là mình đó. Một chiếc xe đăng ký mô tô, chứng nhận xe máy, số khung số máy ở công an huyện Linh Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi ok anh em chưa? Thì trong đây nó có ghi là người được ủy quyền sẽ được làm cái gì. Đây ủy quyền sẽ làm cái gì. Rồi phạm vi ủy quyền nè, để đọc cho anh nghe. Bằng cái hợp đồng này, bên A đồng ý ủy quyền cho bên B, bên B đồng ý ủy quyền của bên A để toàn quyền sử dụng cái thực hiện các việc sau đây. Bên B, có nghĩa là bên mình á, được quyền thay mặt nhân danh bên A để quản lý sử dụng, cho thuê, bán hoặc tặng cho, thanh lý hợp đồng thuê, hủy hợp đồng bán hoặc tặng cho, giải quyết các quyền lợi bảo hiểm cấp tại đăng ký xe nếu mất, nộp các khoản phí thuế, lệ phí rút hồ sơ xe, thực hiện các thủ tục đưa xe đến cơ quan đăng ký để kiểm tra, nộp giấy chứng nhận đăng ký xe, nộp tiền biển số xe, thu hồi đăng ký xe, biển số xe đối với mô tô đó, mô tô đó. Trong phạm vi ủy quyền, bên B được quyền liên hệ với các cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục về các hành vi đã được ủy quyền, được quyết định các hành vi đã được ủy quyền. Bên B được ủy quyền lại, kể cả hủy bỏ hợp đồng ủy quyền lại cho bên thứ ba theo nội dung ủy quyền trên. Trong phạm vi ủy quyền, người thứ ba được quyền lập, ký tên trên các giấy tờ liên quan, thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp luật quy định liên quan tới hành vi được ủy quyền nêu trên. Thời hạn ủy quyền là hợp đại ủy quyền này không có thù lao. Thời hạn ủy quyền là 10 năm kể từ ngày công chứng hợp đồng này. Đó thì mình đọc anh em chịu khó nghe nha anh em. Tại vì trời hơi nóng, mình đổ mồ hôi rất là nhiều, anh em thấy không? Làm một cái clip cho anh em đổ rất là nhiều mồ hôi, không phải là ngồi nói không đâu. Tại vì mình vừa suy nghĩ mình vừa nói anh em. Đó, thì ủy quyền là không được phép sang tên nha anh em. Ủy quyền chỉ là thực hiện cái bên A sử dụng, mua bán, trao đổi cho người khác. Còn anh em muốn sang tên là bắt buộc phải mua bán. Mình xin nhắc lại nha, muốn sang tên thì anh em phải ký mua bán. Mà khi ký mua bán rồi thì anh em phải bắt buộc sang tên thì anh em mới bán cho người khác được. Còn khi mà ký mua bán mà anh em không sang tên thì không thể nào có hiệu lực giao dịch nha anh em. Không thể nào có hiệu lực giao dịch và bán cho người khác. Đó. Còn anh em ở xa thì sẽ như thế nào? Ví dụ một anh em ở xa mà lên đây mua không muốn ký giấy và chỉ muốn gửi xe, gửi hồ sơ gốc về thì sẽ như thế này. Ví dụ một anh ở ngoài Bắc muốn mua xe của mình thì nó sẽ tốn phí hơn nhiều so với những người tới đây mua nha anh em. Nó tốn như thế nào? Thì chiếc xe đó, ví dụ chiếc xe này Z8, anh ở ngoài Bắc anh muốn mua thì thứ nhất là anh phải chuyển khoản tiền hết cho mình. Đó, chuyển khoản hết tiền thì mình mới làm cái này được. Anh không cần vô thì nó sẽ có một cái chi phí, gọi là chi phí dịch vụ. Thì xe này mình sẽ ký về cửa hàng luôn, ký về cửa hàng, đại diện cửa hàng. Ví dụ mình là cửa hàng xe mô tô đó, mình ký về cửa hàng xe mô tô mình. Rồi cửa hàng mình sẽ đi rút hồ sơ, cửa hàng mình sẽ đi rút hồ sơ, rút hồ sơ xong về rồi mình sẽ
cầm cái hình chụp chứng minh và hộ khẩu của anh ở ngoài Hà Nội để mình xuất hóa đơn cái tên ảnh luôn. Xuất hóa đơn bây giờ là hóa đơn điện tử anh em. Xuất luôn cái tên ảnh lên đây rồi, mình sẽ xuất xong, sau khi xong xuôi hết rồi, mình sẽ cầm cái bộ hồ sơ này đó với con này đó, mình gửi hết ra ngoài Hà Nội cho ảnh là xong. Xong chiếc xe thì cái chi phí mà làm dịch vụ mà ảnh khỏi cần vô ký về cửa hàng thì nó hơi tốn anh em. Nó tốn gấp mấy lần, gấp hai lần cái mà mình tới đây thì nó hơi tốn một chút xíu, nhưng mà thì tại vì anh em mình không vào ký mà, thì mình sẽ ký về cửa hàng thì nó hơi tốn đóng thuế rồi này nọ kia khác, nó tốn một cái khoản phí. Kể cái khoản phí này thì anh em nào mà muốn mua thì anh em sẽ tìm hiểu sâu vô, mình sẽ giải thích cho anh em hiểu đó. Rồi à, như vậy là xong. Còn cái về rút hồ sơ á, rút hồ sơ nha anh em. Ví dụ anh em mua xe của cá nhân này cá nhân kia, ví dụ bạn anh em là A, bạn anh em là thằng A đi, nó bán cho anh em chiếc xe, thì á bạn là người mua á, bạn đi rút hồ sơ nó rất là nhanh và nó sẽ không tốn tiền. À, nó rất nhanh mà sẽ không tốn tiền. Như anh em phải đi hai lần, một lần là anh em sẽ nộp hồ sơ vào đó, rồi nó ra sẽ đưa anh em giới hạn, một lần anh em sẽ tới vị trí đó, anh em lấy tờ hồ sơ, anh em về anh em đóng thuế ra tên. Đấy. Thì còn khi mà anh em ở xa quá, anh em đi không được, ví dụ mình bán xe, có một chiếc xe là mình bán cho một người anh ở Sài Gòn, ảnh mua ở Bình Định, thì mình phải nhờ dịch vụ rút, tại dịch vụ phải về tới Bình Định để rút hồ sơ cho anh em. Thì ở Bình Định thì nó hơi lâu, một tháng mười mấy ngày rồi, hiện tại vẫn chưa có hồ sơ, nhưng mà chắc chắn sẽ có, tại vì ở dưới đó người ta giải quyết hồ sơ hơi lâu anh em. Thì mình phải chi khoảng tầm 1,5 triệu đến 1,8 triệu, thậm chí 2,000,000 cho dịch vụ, để dịch vụ xuống đó rút hồ sơ cho anh em. Và anh em không cần đi, tại vì đường xá xa xôi anh em đi cực, thì cái đó là dịch vụ bên mình có hỗ trợ cho anh em. Và cái chi phí rút hồ sơ cũng tùy con xe, ví dụ con xe mà mình cảm thấy ok anh bán được cho anh em thì mình sẽ bao rút luôn. Một con xe nào mà mình cảm thấy mình bán rẻ, bán ngoài vốn á, thì anh em sẽ hỗ trợ cái phần rút hồ sơ đó. Đó, anh em thấy không, thủ tục mua bán rất là đơn giản, nói chung rất là đơn giản. Khi anh em nào muốn mua xe thì qua mình sẽ tư vấn kỹ càng cho anh em đó. Và hôm nay mình làm cái clip này để giải đáp thắc mắc cho anh em, một số anh em trên kênh YouTube của mình hay hỏi, cho nên bây giờ mình sẽ giải đáp cho anh em nó dễ hơn. Nếu anh em thấy có hay thì đăng ký cho mình một đăng ký like và subscribe, còn thấy thiếu cái gì thì anh em có thể ở bên dưới bổ sung cho mình. À, còn một cái mà mình quên nói nữa, tại nói nhiều quá mình một lượt luôn mình sẽ hay quên, đó là khi anh em mua bán xe cho người khác thì sẽ như thế nào, nhiều anh em vẫn chưa biết. Thì trước kia luật á thì chỉ cần ai đứng tên cà vẹt thì người đó sẽ ra ký bán rất là dễ, nhưng bây giờ thì nó là ra luật là tài sản chung, tài sản riêng. Thì khi anh em muốn bán một chiếc xe bất kỳ cho ai hoặc bất kỳ cửa hàng nào, bất kỳ cho Minh hay là bạn của anh em, thì nếu như anh em đứng tên cà vẹt mà anh em chưa có gia đình thì anh em ra phường hoặc nơi anh em bị địa phương anh em sinh sống á, anh em cầm chứng minh, anh em nói là lại cà vẹt, anh em nói là đăng xác nhận, xin giấy xác nhận độc thân để bán xe, là ở phường xã sẽ cấp cho anh em miễn phí cái giấy đó. Rồi anh em cầm cái giấy đó và anh em cầm cái cà vẹt, anh em cầm cái chứng minh là anh em bán xe là xong, ra phòng công chứng 5 phút là xong nha anh em, chỉ 5 phút là xong, rất là nhanh gọn lẹ. Còn khi anh em đã có gia đình rồi thì sao? Anh em đã có gia đình rồi thì phải hai vợ chồng ký anh em. Mặc dù anh chồng là người đứng tên nhưng mà phải có vợ ký mới bán được, không có vợ ký không bao giờ bán được nha anh em nha. Thì vợ chồng gồm đem những gì? Thì hai vợ chồng đem theo sổ hộ khẩu, giấy xác nhận kết hôn và hai cái chứng minh nhân dân của hai vợ chồng, rồi ra ký cho người anh A anh B đó, ký ủy quyền hay ký mua bán cho anh A anh B đó, 5 phút là xong nếu như đầy đủ giấy tờ. Thì những cái này khách bên mình muốn bán thì mình sẽ tư vấn hết sẵn trên clip này, mình nói cho anh em ở xa hoặc là những anh em chỗ khác muốn bán gì đó thì anh em có thể tự mình giao dịch được rất là dễ nha anh em, chỉ cần đầy đủ giấy tờ. Rồi ok, đó là những gì mình đã giải đáp thắc mắc về cái mua bán xe cho anh em. Và mình rất là mình rất là dễ thương anh em. Nếu như anh em đã tiếp xúc với mình rồi, mình rất dễ thương, cởi mở. Có những anh em mua bán xe không biết gì về mình đó, không biết gì về mình thì hay nói những cái gì không tốt, tì không tốt. Thì thiệt sự khi khách mà qua bên mình á, khách có hỏi cửa hàng này cửa hàng kia á, và khách có những cửa hàng người ta bán xe tàu lao luôn anh em, người ta bán xe nát cho những người tới đây, mình vẫn nói cái xe này á, thì ở cửa hàng đó cũng không ép em mua, mà người ta bán xe này là với giá rẻ thì cũng mấy rồi, thì đây là bài học rút kinh nghiệm đó, thì thôi cái này cái gì mà hư á mình fix lại mình làm đó.
Mình chưa bao giờ mà qua đây mà khách hàng qua đây mình chưa bao giờ nói xấu bất kỳ cửa hàng nào nha anh em. Cái đó là cái cách sống của mình đó. Mình chỉ cần làm việc tốt công việc của mình thôi, còn mọi người ở bên ngoài thì đó là cái miếng cơm miếng sống của người ta. Mình không giúp được gì họ thì mình cũng đừng có nói xấu họ. Nhưng có một số cửa hàng nói xấu mình vẫn biết nha anh em. Những anh em qua đây nói á, tại vì khách của mình là khách cộng đồng mạng mà anh em. Người ta hay inbox nói anh ơi cái cửa hàng A hàng B này người ta nói anh vậy nè, tao nói gì. Mình chỉ nói một câu thôi, mình không chơi với những người đó, chắc chắn với anh em không chơi với những người đó. Và mình cũng chả biết nữa, tại mình không thân đó. Rồi đó, nhưng mà những anh em qua đây phàn nàn là những xe của những người đó, mình vẫn nói bình thường, tiền của anh em mua thì coi như là vậy đi đó. Anh em đừng có nói mình với lại có những anh em inbox mua xe cổ này chỗ kia chỗ này chỗ kia. Anh em những anh em inbox mình á có xem clip này thì nó thì thấy mình chưa bao giờ nói chỗ đó bán không tốt hay không tốt nữa. Mình chỉ nói một câu là anh em cứ đi tới đó đi, nếu coi xe đẹp ưng ý thì mua, chứ mình không nói là hai cửa hàng này như thế này nó kia không cho anh em mua không có. Tại vì mình không có xe, mình luôn giới thiệu anh em tới đó có xe, được thì mua còn không được thì thôi đó. Cái đó là mình quyền quyết định của mình. Tất cả dù cho cửa hàng nào người ta bán xe bù á, người ta bán xe bù hoặc người ta bán xe tai nạn á, người ta vẫn không ép anh em mua. Cái đó là sự thật thực tế, cho nên anh em xem xe được ok thì mua. Tại vì bên mình bán xe lướt thì rất ít anh em. Đó, rất ít, và anh em phải chờ đợi mới có. Tại vì mình phải săn, phải tìm, phải ưng chiếc xe. Mình là một người khó tính, anh em thấy mình dọn chiếc xe rồi rất là khó, cho nên phải tìm được chiếc xe ưng ơi là ưng thì mình mới mua cho anh em chạy được. Và đảm bảo anh với anh em là chiếc xe đó anh em mua về là không phải sửa chữa cái gì. Và nếu như anh em đem về mà đi 2-3 ngày mà lỡ có lỗi gì nhẹ, ví dụ như những cái lỗi mà mình không thể biết được, ví dụ anh em đi về cái nó bể bạc đạn đi, anh em chạy ngoài đường bể bạc đạn, hoặc là anh em chạy anh em nhúng gặp ổ gà thì nó xì phuộc đó, thì đương nhiên những chiếc xe ở đây ra nó sẽ không có những lỗi đó. Nhưng mà khi anh em đi vài bữa, 2-3 bữa, chưa tới 1 tháng hoặc là 10 ngày 5 ngày đó mà nó lỡ bị những cái đó thì bên mình vẫn phích miễn phí cho anh em luôn đó, là hỗ trợ anh em mới tập chơi xe đó. Nhà có thợ có thầy mà anh em, đâu có cần, đâu phải sợ cái gì đâu mà không phích cho anh em đó. Những cái thứ đó mình hỗ trợ được anh em mới tập chơi xe. Không, nói chung là mua xe sao, có những anh em nhắn tin cho mình là đúng rồi em mua xe anh Minh, nó không cần phải suy nghĩ, chơi rất là đã, không cần phải suy nghĩ. Tại vì những cái gì mà có gì đó sự cố gì đó thì bên mình đã xử lý hết cho anh em, cam kết anh em là xe khi mà đem đến anh em là xe không lỗi không hư, không cần phải sửa đó. Đó là những cái đó. Và anh em phải thông cảm một cái này, tại vì mình bán xe can nhiều quá, có nhiều anh em cũng hơi khó. Anh em đi mua xe cũ thì đương nhiên nó sẽ có những điểm chày, xe đã qua sử dụng nó phải chày. Có những anh em vô mua rất là khó, ví dụ như là xe sau chày và xe người ta dán keo, hỏi sao xe người ta dán keo đó. Nói chung là những anh em cũng kỳ lắm, chưa có am hiểu về xe, nhưng mà mình vẫn nhiệt tình mình giải thích cho anh em đó. Anh em không biết thì mình cứ giải thích chứ không có gì đâu mà gắt gao đó. Anh em thấy không, giải thích anh em mồ hôi mồ kê chảy rất là nhiều luôn. Rồi ok anh em, như vậy là xong cái clip này ha. Mình nói hơi nhiều nhưng mà hy vọng anh em sẽ hiểu, sẽ hiểu sau cái clip này về cái thủ tục mua bán xe và ủy quyền công chứng mua bán. Rồi ok anh em.